Tập 3. Trinh Nhi, bà không sao chứ? Ta không sao. Trinh Nhi, bà và Tôn giả đều đến rồi, chúng ta mau tìm chỗ trốn đi. Không thể để họ biết bà tự ý đến gặp Hắc Long Dương. Trinh Nhi, mau đi. Sao vậy? Hôm nay trông hắn rất lạ. Hắc Long Dương, người đã hét 500 năm cũng mệt rồi. Chu Tước còn đợi gì nữa? Mau giết hắn bằng gậy hắc lui để cho xong đi. Không được Trinh Nhi, quên bu ta ra. Mùi được kích động, việc nhỏ mà không dẫn được thì việc lớn ác hỏng. Bình tĩnh, đừng kích động. Đám người bị ổi các ngươi tự xưng là thần tiên, dám làm trái ý của Quan Âm đại sĩ, lại dám dùng thủ đoạn bị ổi giết chết ta. Ngươi tưởng ngươi giỏi cỡ nào chứ? Chu Tước còn do dự gì, mau ra tay đi. Sau này con gái ta chắc chắn sẽ báo thù cho ta, giết hết đám thần tiên các ngươi, san bằng tiên cảnh của các ngươi. Hắc Long Dương, ngươi đừng trách ta chuyện hôm nay. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con gái của ngươi thôi, không muốn để con bé dính líu tới ma giới, nên đành tiễn ngươi lên đường, xóa hết mọi ân oán. Con gái, con nghe thấy chưa? Đây là sư phụ của con. Lúc giết mẹ con thì không hề chớp mắt, lúc giết cha con thì tìm đủ lý do. Cha không sợ chết, cha chỉ sợ con bị chúng gạt thôi. Tha thứ cho cha không thể ở cạnh con nữa. Con gái, cha ở trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho con, để con sống thật tốt rồi báo thù cho cha và mẹ. Trinh Nhi à, ta muốn cứu ông ấy là cha của ta. Ông ấy là cha của ta. Trinh Nhi, không, ta không để muội ra ngoài được. Muội ra ngoài thì sẽ chết. Trinh Nhi, cho dù muội dẫn ta 1.000 năm, 1.000 năm thì ta cũng sẽ không để muội ra ngoài đâu. Trinh Nhi, Trinh Nhi, Trinh Nhi, không sao chứ? Người to gan dám làm trái lệnh trời đến cứu ta. Ta làm như vậy là muốn ngươi đồng ý với ta không được nhận lại Trinh Nhi. Thú vị thật. Ông có đồng ý không? Dừng tay lại. Không được làm hại ông ấy. Ông ấy là cha của con. Nhìn đồ đệ của người đi, thì ra đã trốn ở đây từ lâu và nghe hết. Tất cả chúng ta bị người ta chơi rồi. Quyền Vũ sư thúc, tại sao thúc lại muốn giết cha con, giống như sư phụ của con? Trinh Nhi, thì ra con đã giận hắn rồi. Phải. Từ câu ông ấy là cha của con lúc nãy thì bọn ta đã nhận nhau rồi. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Quyền Vũ, các ngươi cũng là gặp báo ứng. Con gái, con không bao giết hết bọn chúng để báo thù cho mẹ con. Trinh Nhi, không được. Con gái, đừng quan tâm hắn, bây giờ không ra tay thì chờ bao giờ? Trinh Nhi, con quên ơn dưỡng dục của sư phụ rồi sao? Trinh Nhi, con nhớ lại xem lúc để chúng đối xử với cha con như thế nào, lúc trước chúng đã giết mẹ con như thế nào. Trinh Nhi, muội lớn lên ở tiên giới, muội muốn trở thành kẻ địch của mọi người sao? Con gái, con hãy cắt lưỡi của đám này đi, ồn ào quá. Im lặng.
Trinh Nhi, giết tên ma đầu này thì sư phụ sẽ không tính toán chuyện xưa với con. Tình cảm sư đồ chúng ta vẫn như xưa. Trinh Nhi, hay lắm. Để được làm tiên nữ mà dám làm sai chuyện, trái luân thường đạo như vậy. Hay lắm, hay lắm. Nào, đừng ép con, đừng ép con mà, đừng ép con. Hay lắm. Đau. Đau. Ba giới bọn ta vốn vô nhân tính, không có lý lẽ. Dù con làm như thế nào, cho dù con làm trái luân thường đạo, thì ba giới vẫn là nhà của con. Đau. Con giết đi. Giết đi. Hãy giết đi. Trinh Nhi. Trinh Nhi. Trinh Nhi. Công chúa, Nguyên Vũ không cách nào cứu đại dương, và tu xà Tinh Nhi cũng không chịu nổi, sắp đại phát ma tính rồi. Xem ra chúng ta phải đích thân ra tay, giết hết tiên giới để báo thù. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Phụ Dương, con đến cứu người đây. Đi. Trinh Nhi. Trinh Nhi à. Trinh Nhi. Trinh Nhi à. Trinh Nhi. Phụ Dương, con đến cứu người đây. Trinh Nhi. Trinh Nhi à. Trinh Nhi. Phụ Dương, vẫn ổn chứ? Đại Dương, con gái con đến đúng lúc lắm. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, các ngươi đi chết đi. Ta sẽ không giết các ngươi. Phụ Dương, người không sao chứ? Người dám làm Phụ Dương ta bị thương. Ta khoan đã, đó là tỷ tỷ của con, không được làm con bé bị thương. Trinh Nhi à. Trinh Nhi. Trinh Nhi. Trinh Nhi, con không sao chứ? Trinh Nhi, mau đi cứu họ đi, đừng để cha muội làm tôn giả bị thương. Sư phụ, con còn nhận ta là sư phụ sao? Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Đồ đệ ở đây xin thỉnh tội cho Phụ Dương. Mong người hãy niệm tình của đồ đệ mà tha cho người thân duy nhất của con đi. Chuyện đến nước này, ta còn có lựa chọn khác sao? Đa tạ sư phụ. Đứa con ngốc này, cô ta không xứng làm sư phụ của con. Tại sao phải cầu xin cô ta? Tại sao? Sao ta lại có đứa con gái ngu ngốc như con chứ? Phụ Dương, con gái bất hiếu để Phụ Dương chịu khổ,
xin người hãy nhận một lạy của con gái. Cuối cùng cũng nhận ta rồi. Tốt, tốt lắm. Nếu con gái đã biết thân thế của mình thì nên gánh vác giúp phụ vương. Nhưng từ nhỏ con gái ở tiên giới được các vị tiên nhân yêu thương, nhờ có ơn dưỡng dục của sư phụ mới có ngày hôm nay có duyên gặp lại phụ vương. Mong phụ vương hãy hiểu cho con gái. Dù con gái là tiên hay là ma, con cũng không muốn tổn thương bất kỳ người thân nào. Phụ vương, con gái không muốn cuốn vào dòng xoáy này. Con gái cũng biết phụ vương thương con. Con gái ở đây xin phụ vương hãy đồng ý một yêu cầu của con. Nếu phụ vương đồng ý thì con gái có thể thoát khỏi đau khổ. Phụ vương, người đừng nghe lời cô ta. Con muốn cha đồng ý chuyện gì? Mong trong vòng 1000 năm phụ vương sẽ không phạm vào tiên giới. Tại sao? Nếu cha không đồng ý thì sao? Vậy con gái chỉ đành quỳ ở đây 1000 năm, ở đây cạnh phụ vương, liều chết không cho người của tiên giới vào để làm hại phụ vương, cũng sẽ không để phụ vương ra ngoài hại người của tiên giới. Con đang uy hiếp ta sao? Không, con gái chỉ xin phụ vương đồng ý yêu cầu của con. Xem ra con gái ngốc của ta đã quyết tâm rồi. Nếu hôm nay ta không đồng ý thì không chỉ tổn thương trái tim của con gái mà còn kinh động tới đại quân tiên giới. Ta và quả nhi đều không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó tránh đêm dài lắm mộng. Chi bằng đồng ý trước, có cơ hội trở về ma giới rồi tính tiếp. Được, cha đồng ý với con. Đa tạ phụ vương. Con gái ngoan, con phải bảo trọng. Phụ vương cũng bảo trọng. Cái gì? Mùi bảo ta đi ư? Phụ vương từng giết biết bao tiên nhân. Nếu huynh ở cạnh ta thì sẽ bị các tiên nhân khác mắng chửi. Tăng ca ca, huynh đi đi, không thì huynh sẽ mất hết tu hành. Nhưng mà Trinh Nhi, nếu không có mùi ở cạnh thì cho dù ta ở thiên giới đâu có khác gì với địa ngục. Trời làm chứng, lấy dù làm lời thề. Trời đất lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta đến. Trinh Di à, vậy thì chúng ta hãy đến nhân gian đi. Nhân gian? Nghe nói ở đó có thể sống một cuộc sống bình thường. Chúng ta đến đó bắt đầu cuộc sống mới. Sau này không quan tâm đến ma giới và tiên giới nữa. Chúng ta thực sự có thể sao? Đương nhiên có thể rồi. Quyền Vũ sư thúc, nhưng lúc họ chưa phát hiện thì mau đi đi. Thank you.
Nguyên Vũ, họ đã rời khỏi tiên giới rồi, cần gì phải ép họ chứ? Bản thân còn chưa lo xong bạn nói giảm nhí, bà Thổ Chu Tước còn ngay ra đó làm gì? Không mau bắt Nguyên Vũ về trị tội. Ta hạ phàm đuổi theo hai tên phản bội đó, để chúng không làm hại nhân gian. Đây là nhân gian sao? Đẹp quá, còn đẹp hơn cả tiên cảnh. Đúng vậy, đúng vậy. Trinh Nhi, chúng ta đến nhân gian thì họ sẽ không tìm thấy chúng ta nữa. Đúng vậy. Tang ca, quên nhìn bên kia đi. Tang ca ca, quên làm sao vậy? Hai ngươi tưởng mình đến nhân gian rồi thì ta không tìm thấy các ngươi sao? Các ngươi nghe đây, chỉ cần các ngươi còn mặc áo tiên thì ta sẽ tìm được các ngươi. Trừ khi các ngươi cởi bỏ áo tiên là một người phàm, thì ta mới không ra tay với người phàm. Trình Nhi, chết đi! Không ta ca ca, không ta ca ca, bao đi thôi. Thành Lộc tôn giả đắc tội rồi. Tiểu yêu nữ, dám chơi ta, ta chắc chắn sẽ bóng ngươi thành trăm mảnh. Lâm đại ca, quên không sao chứ? Đây là đồ đệ tốt mà ngươi dạy ra. Lâm đại ca, ta mượn gậy hắc lôi của ngươi, mong Lâm đại ca hãy đưa tay, đừng làm hại bọn họ. Khung ta ca ca, Trình Di, cẩn thận theo ta. Khung ta ca ca, chết rồi, Thanh Long tôn giả đuổi tới rồi. Trình Di, mau đi. Trình Di, mau đi thôi. Mau đi thôi. Đi thôi. Khung ta ca ca, mau, mau đi. Các ngươi chạy không thoát đâu, ta gửi thấy tiên khí của các ngươi, mau đi thôi. Trình Di, ta ca ca là nguyên thần của Thanh Long, không nhìn thấy đồ vật của nhân gian, hắn tìm thấy chúng ta nhờ vào khứu giác. Ta biết rồi, vậy ta cởi áo tiên ra thì hắn không tìm thấy chúng ta nữa. Ta ca ca, không được, nếu quên cởi bỏ áo tiên thì sẽ biến thành người phàm, sẽ phải chịu khổ sinh lão bệnh tử. Người phàm thì người phàm, ta không sợ. Chỉ cần có thể ở cạnh Trinh Nhi thì cho dù là một đôi phu thê bình thường ở nhân gian, cho dù chúng ta chỉ còn một ngày cuối cùng, cũng hơn là cô đơn ngàn năm ở tiên giới. Như bà, Trinh Nhi, bao đi thôi. Ta ca ca, ta sử dụng Thanh Long đi chỗ khác. Quỳnh mau đi đi. Trinh Nhi, ta giúp muội. Không được, Quỳnh không còn pháp lực nữa, Quỳnh không giúp được ta. Mau đi đi, Trinh Nhi. Mau tránh ra. Ta ca ca. Trinh Nhi. Ta ca ca. Ta ca ca, Trinh Di, đừng lo cho ta, Trinh Di, mau đi đi. Không, ta không đi đâu hết. Cho dù chết, thì ta cũng phải chết ở cạnh Quynh. Ta ca ca, Trinh Di, ta sắp một bay phách tán rồi, không thể trở lại được nữa. Không, ta không đáng để muội làm như vậy. Không, Trinh Di à, ta ca ca, ta đã trao trái tim mình cho Quynh từ lâu. Tâm lần phiến này sẽ bảo vệ Quynh đời đời kiếp kiếp. Quynh sẽ không sao đâu. Ta ca ca, Quynh sẽ không sao đâu. Trình Nhi,
kiếp này được gặp muội, yêu muội thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Không, Tang ca ca, Tang ca ca. 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 Hùng tai là do ngươi mà chết. Tiểu yêu nữ như ngươi cũng xứng có được tình yêu sao? Hôm nay ta đại phát từ bi, mượn sức của ngươi đưa ngươi đến địa phủ để làm phu thê với tiểu tử ngốc này. Long đại ca, huynh không thể giết con bé. Chu Tước, cho dù Trinh Nhi là đồ đệ của người, nhưng trên người cô ta có dòng máu của ma giới, phản bội tiên giới, thả Hắc Long Dương đi. Cô ta là yêu nữ, tại sao không thể giết? Tuy Trinh Nhi sai, nhưng không đáng tội chết. Mong huynh tha cho con bé. Không được. Nếu không phải năm đó ngươi quá mềm lòng nuôi lớn con yêu nữ này, thì Hắc Long Dương cũng sẽ không trở về được ma giới. Ta sẽ xử lý thay cho ngươi. Tránh ra. Dừng lại. Tuy Hắc Long Dương đã trở về ma giới, nhưng mà hắn cũng đã đồng ý với Trinh Nhi rằng trong vòng 1000 năm sẽ không đấu với tiên cảnh. Giết chóc chỉ là cách, không phải mục đích của chúng ta. Nếu hôm nay ngươi tha cho Trinh Nhi, sau này cởi chuông còn cần người buộc chuông. Đây là nhân quả, ngươi có hiểu không? Tiểu tiên chỉ biết ngày nào còn ma giới thì ngày đó không được yên ổn. Xin Quan Âm đại sĩ cứu Khung Tang ca ca. Tu xà Tinh Nhi và Khung Tang tùy ý thả Hắc Long Dương, làm trái quy tắc của trời, chết không hết tội. Trinh Nhi lương thiện đã mới bảo hiểm cứu cha. Với lại cô ấy và Hắc Long Dương đã hẹn rằng trong vòng 1000 năm không chạm tới tiên cảnh lấy công chuộc tội. Ta thấy phụ dương chịu khổ ở tiên cảnh nên ta không vững tâm. Ma giới bảo ta đối đầu với tiên giới, nhưng bà ta không muốn. Trinh Nhi nguyện gánh mọi tội lỗi, chấp nhận sự trừng phạt của thiên giới. Chỉ mong Quan Âm đại sĩ cứu Khung Tang ca ca. Tu xà Trinh Nhi, tại sao ngươi lại nhìn thấu sự sống và cái chết, sẵn sàng chịu khổ của nhân gian? Nay Khung Tang gặp kiếp nạn đều do hai ngươi không nhìn thấu tình yêu, tự mê hoặc bản thân, ý loạn tình mê, che mờ lý trí. Khung Tang ca ca nguyện vì ta mà cởi bỏ áo tiên đi xuống nhân gian, chỉ mong là một đôi phu thê bình thường. Đây chết vì ta, chỉ cần Quan Âm đại sĩ có thể cứu sống được Khung Tang ca ca thì bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm. Tu xà Trinh Nhi, nếu người muốn cứu Khung Tang, phải khuyên hắn từ bỏ chức phận, buông bỏ tình yêu dành cho nhau, để hắn chuyển kiếp làm người. Ngươi có làm được không? Ta làm được. Chỉ cần Khung Tang ca ca không hồn bay phách lạc thì điều kiện gì cũng làm được. Mây mù che hết con đường phía trước, không rõ lòng mình. Nước mắt bi thương vô tận đều là những nốt đắng. Ta sẽ nhớ huynh, huynh cũng phải nhớ ta. Sau ngàn năm gặp lại, người quên đi không phải ta. Tang ca ca, Tang ca ca. Ta không nỡ rời xa huynh. Ta thực sự không nỡ rời xa huynh. Ta cũng không nỡ rời xa muội. Tang ca ca. Trinh Nhi, sao muội ngốc như vậy?
tại sao lại đồng ý với họ? Muội phải biết là uống nước quên tình thì phải chia xa. Thay vì như vậy, ta thà hồn bay phách tán cũng được. Takaka, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nhưng chúng ta là uống nước quên tình, ta thực sự sợ rằng mình sẽ quên muội. Cho dù uống nước quên tình, tuy là sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, nhưng mà chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau, thì ta tin là chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Không ngờ rằng vật định tình của chúng ta không bảo vệ được chuyện tình của đôi ta, ngược lại còn làm chúng ta chia tay. Không, chắc chắn không đâu. Chiếc ô này sao có thể làm chúng ta chia tay? Muội phải nhớ, trời làm chứng, lấy ô làm lời thề, ngàn năm yêu nhau mãi không thay đổi. Takaka, huynh cũng phải nhớ là không được làm mất tâm lăng phiến này. Được, ta biết rồi, ta sẽ không quên, không quên đâu. Takaka, Trình Nhi. Takaka, Trình Nhi. Takaka, Trình Nhi. Takaka, Trình Nhi. Trình Nhi à, Takaka. Trình Nhi. Takaka. Biển khổ vô biên, biển khổ vô biên. Thà không dấn thân vào để tu thành chánh quả. Đại sĩ, bọn ta không hề muốn tu thành chánh quả, bọn ta chỉ muốn ở cạnh nhau. Đủ rồi. Chuyện đến nước này ngươi còn nghĩ đến tình trường nam nữ. Manh bà, nước quên tình của bà đâu? Còn không bao cho hai người họ uống. Những ai từng uống nước quên tình đều sẽ quên hết mọi thứ kiếp này. Cho dù vào dùng luân hồi hay tiếp tục ở tiên cảnh tu luyện, đều sẽ tu luyện rất tốt. Những người tu đạo muốn còn không được. Nếu không phải qua âm đại sĩ đặc biệt dặn dò, thì mạnh bà ta không nỡ nấu canh quý báu này đâu. Sao lại như vậy chứ? Trình Nhi, đủ rồi, đừng quậy nữa. Con đồng ý với Hoa Âm đại sĩ thế nào? Vì tốt cho cung tang, mau uống nó đi. Takaka, ta sẽ không bao giờ quên huynh. Ta không bao giờ quên huynh đâu. Trình Nhi, ta thề, dù luân hồi mấy kiếp, ta cũng không thành hôn cho đến khi muội xuất hiện. Tâm linh phiến đó, tâm linh tương thông với ta. Dù luân hồi mấy kiếp thì nó đều bảo vệ huynh cho đến khi ta tìm thấy huynh. Trình Nhi.
Trình Nhi. Thề non hẹn biển gì chứ, sau khi tỉnh lại sẽ quên hết thôi. Mạnh bà ta ở đây mấy vạn năm chưa bao giờ thấy ngoại lệ. Quyền Vũ tôn giả, Quan Âm đại sĩ, ngươi đã biết lỗi chưa? Tiểu tiên biết lỗi rồi. Tiểu tiên không nên tự ý thả Hắc Long Dương. Tại sao ngươi lại thả hắn đi? Tiểu tiên, là gì? Cũng là vì một chữ tình. Tình cảm của ngươi dành cho Trinh Nhi. Đại sĩ, đây chắc chắn là hiểu lầm. Quyền Vũ, bổn tọa hiểu lầm ngươi sao? Ngươi thân là tôn giả của tiên cảnh, là tấm gương của bao nhiêu tu đạo. Tình yêu vốn không sai, nhưng ngươi không nên phạm đại tội vì tình yêu tự ý thả Hắc Long Dương. Tiểu tiên quyền chịu phạt. Hãy cởi áo tiên xuống. Bổn tọa phạt ngươi hạ phàm tu hành, tu hành đến khi bỏ đi ham muốn, không còn nghĩ đến tư tình, và chuộc lại lỗi mới thôi. Tạ đại sĩ khai ân. Mạnh bà, khung tang sắp vào sáu cõi luân hồi, người đưa hắn tới chỗ Diêm Vương đi. Dạ. Quan Âm đại sĩ, tiểu tiên sẽ đưa Trinh Nhi về cung luôn. Không được, tiểu tiên phản đối. Chu Tước, ngươi định xem như không có gì xảy ra sao? Không đời nào. Cô ta không nhớ, chẳng lẽ người khác cũng không nhớ sao? Ngươi dám chắc những thần tinh khác không nhắc lại chuyện xưa với cô ta? Mong Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, đưa cô ta tới động tiên mẫu, cấm tất cả mọi người lại gần, để cô ấy tịnh tâm tu hành ngàn năm. Dạ. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương, đại dương vạn tuế, chúc mừng đại dương vạn tuế, vạn tuế. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương, chúc đại dương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Chúc mừng đại dương vạn tuế, vạn tuế. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương vạn tuế, vạn tuế. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương vạn tuế, vạn tuế. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương. Quả nhi, hôm nay là ngày phụ dương trở về ma giới, con không vui sao? Phụ dương sao có thể? Con chỉ là... Chỉ là cái gì? Nếu phụ dương biết mình nhớ đến Quyền Vũ tông kia, chắc chắn sẽ tức giận. Sao mà mình nói ra được? Con nghĩ đến hoàn cảnh của tỷ tỷ con, sợ nói ra thì làm phụ dương mất hứng đúng không? Dạ phải phụ dương, không có tỷ tỷ thì sao có thể là cả nhà đoàn tụ? Tuy con và Trinh Nhi là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã không sống chung. Bây giờ tình cảm tỷ muội thấm thiết, thật không hổ là con gái ngoan của ta. Phụ dương, người một nhà đương nhiên phải quan tâm nhau rồi. Con yên tâm, ta đã cử Bành Túc chân nhân đi nghe ngóng, bây giờ chắc sắp về tới. Đại dương,
Đại Dương, bẩm báo Đại Dương, tiểu nhân nghe ngóng được tin của đại công chúa Trinh Nhi, không biết có nên nói không. Tin tốt thì cứ nói, vì đại công chúa Trinh Nhi từ sau khi cứu Đại Dương thì không ở lại tiên giới chung sống với đám tiên nhân kia nữa, mà cùng khung tan xuống phàm nhân, vạch rõ ranh giới với đám người ở tiên giới và không qua lại nữa. Làm tốt lắm, đúng là con gái ngoan của ta. Nhưng mà Thanh Long tôn giả không cam lòng, hắn đuổi tới phàm gian bắt đại công chúa. Hắn không chỉ đánh chết khung tan, mà đại công chúa cũng vì vậy mà bị thương nặng. Trinh Nhi không màng bản thân để đổi lấy tự do cho ta. Sau đó thì sao? Đại công chúa vì cứu khung tan mà đồng ý với Quan Âm đại sĩ tu đạo 1000 năm ở động tiên mẫu. Trinh Nhi lập ra lời thề hẹn 1000 năm không được phạm vào tiên cảnh. Con bé đã đoán ra được kết quả này từ trước rồi. Phụ Dương, những đám ngụy quân tử của tiên giới ăn hiếp tỷ tỷ như vậy, không hề xem chúng ta ra gì. Muốn khiêu khích ma giới, chúng ta sẽ đến cung luân giết chết hết bọn chúng. Quả nhiên, cô không được làm như vậy. Chuyện này đợi 1000 năm sau rồi tính. Phụ Dương, tại sao phải đợi 1000 năm? Phụ Dương không muốn Trinh Nhi phải khó xử. Phụ Dương, con không hiểu. Bây giờ cho đám tiểu nhân bị ổi tiên giới khiến tỷ tỷ chịu khổ, sao chúng ta có thể ngồi yên được? Cha có thể giữ lời hứa không đi, để con thay Phụ Dương xuất chinh tấn công cung luân của tiên giới. Không được làm bậy. Ta đã đồng ý với Trinh Nhi, làm sao có thể nuốt lời được? Các ngươi nghe đây, trong vòng 1000 năm ma giới và tiên giới không động vào nhau, ai làm trái thì trảm. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ phải ngoan ngoãn ở lại ma giới 1000 năm sao? Vậy sao đây còn dùng cớ gì để lên cung luân tìm Nguyên Vũ đây? Trinh Nhi, từ nay về sau bổn tọa ban cho ngươi tên Tố Trinh và ban cho ngươi họ Bạch. Mong ngươi một lòng tu hành, kiên trì không thay đổi. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn đại sĩ. Bạch Tố Trinh xin nhận. Tố Trinh sẽ không phụ lòng mong đợi của đại sĩ và sư phụ. Chu Tước tôn giả, ở đây sẽ giao cho ngươi canh chừng. Đồ đệ phạm lỗi, sư phụ phải có trách nhiệm. Tuân lệnh của đại sĩ, tiểu nhân không dám sơ suất.